Yeah, sure. Giãn ra khơi các bạn ơi, ra khơi bắt cua bắt cá ăn. Giờ chuẩn bị bỏ thịt gà vô các bạn ơi, đi bỏ thịt gà vô lòng cua để đi bỏ cua nha. Đây chuẩn bị đang soạn mấy cái lòng bỏ thịt gà mới chịu. Cua này nó mánh, cua phải đồ ăn thịt gà mới được đó các bạn ơi. Cua sang quá, bỏ thịt gà kiếm mớ cua vô. Giờ chờ tàu đưa khách sang bờ, tàu tới nó ra. Tàu cào hốt ra đang chuẩn bị đưa khách qua xong. Nước bữa nay là cũng rất là êm, không có gió rồi các bạn. Hy vọng là bữa nay hưởng thụ ở đây vui. Đồ đạc rồi rinh lên hết, là giống như đi picnic vậy đó. Ôi này giống đi vượt biên quá ta, giống đi vượt biên quá vậy. Lội mà. Ô lệnh có cái kèm không? Có một cái lồng nó sát quá, bỏ lên không được. Có cái gì phải nảy ra mới được. Trục giết vậy. Ồ, tàu đi vượt biên nè, tàu đi vượt biên chuyển người qua đảo nè. Ồ, anh Tiêu Mai cũng xách cái tàu ra nữa hả? Dữ á. Ồ, anh Tiêu Mai cũng xách tàu ra nữa hả? Tôi dữ á. Ai ô, tàu đi vượt biên. Tắt máy. Tắt máy đi. Trời ơi, kia có chốt kìa, tắt mặt. Ừ. Chỗ đó đỡ đó. Kia có chốt kìa. Bởi vậy. Cái chốt có đỏ đó em chỉ bấm vô là tắt à, cái chốt đỏ kìa bấm vô là tắt à. Đồ. Thứ giữ không. Em trút vậy trời anh.
Giờ trong thời gian chờ nước cạn rồi phải làm thịt nai trước các bạn ơi. Cho nó cháy hai bên rồi. Làm thịt nai trước rồi xong rồi mới có cua cái sò rồi. Nọt quay được quá nè. Nọt quay thì qua quậy quá. No way. Norway. Đất cờ Norway nè, nhân dân Norway qua nè. Quậy quá. Chết mẹ cái đầu anh nằm ra luôn rồi. Ồ các bạn thấy chưa, bữa nay Thứ Dữ reo này đây. Ồ Linh ăn gì Linh? Ăn gì dở coi lên coi Thức ơi. Ăn cua bê đê. Ơ đùi dữ luôn. Ồ ồ cua này đó, cua này ok nè. Ồ cua bự quá á. Quá dữ quá dữ. Thế cũng biết ăn cua hả? Ở đây là anh em ra biển bắt cua, bắt cá, bắt sò ăn, đang hưởng thụ các bạn ơi. Ông anh từ ở Norway qua. Norway. Anh này anh tôi nghĩ anh thích vợ vậy ta, tôi ăn cua cả. Vợ nó là làm bắn. Ủa cũng làm. Sáng sớm nha. Mình nửa tỉnh nửa say, mình mở cửa ra. Cái miệng anh gió ra kêu honey, cái tao xỉu luôn. Đây các bạn đây, thịt nai phải không? Thịt nai coi cua nè. Cua này má la luôn. Đó, thôi khỏi nói à. Đó. Đồ lên thì nó trùm luôn, nó ăn cua bự 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 thế. Oversize luôn nè. Anh Khanh. Anh Khanh, ra này ăn sướng hơn ở nhà đúng không? Còn gì bèn. Nó bay mùi nữa. Bay mùi nhang hả? Bay mùi nhang. Quá trời luôn. Vô. Đó bây giờ ăn Lĩnh ăn cua đó là uống cái đó là ngon cơm luôn á. Cái cua ngoài đây nó có mùi lạ hơn. Vô anh Khanh ơi, anh say mồi quá. Đâu? Đã. Vô. Lên vô nè. Quá trời các bạn ơi. Nói về cua. Vô anh Khanh ơi. Có chừng đổ. Nói rồi mà. Không sao. Nói về cua. Chị đang xây mồi về cua hay gì vậy? Đâu đang cua xây đó. Ba con. Anh nói ba con mà hai cha con. Hai cha con. Đó mình đóng rồi. Đây con cá rồi hả? Xong rồi hả? Con mấy con cũng được đó đi. Ăn hết đi. Về cua anh Khanh đang làm biển Khanh. Cua. Ồ, nó giữ luôn cua đã. Very nice. Ôi trời, nó ngon. Cua quá trời bự luôn nè. Các bạn thấy cua chưa? Quá đẹp. Có nước này như nước Canada ấy. Ủa cái này Thứ Dữ nữa nè. Ủa này anh Phân Thứ Dữ nữa nè. Tìm đâu ra. Người ta chấm cái nước sốt này. Coi nè, coi ông anh của mình ông ăn cua nè, ông ăn cua ông nằm ngang rồi, ông nhịp nhịp đùi đó. Ôi dữ luôn. Quá dữ luôn. Anh ơi, anh ăn cua trong tối cái gì anh bà anh thấy con sò. Anh được cơm hả? Mời các bạn miếng sò coi. Sò dương á. Sò dương phải kịp để ướt vô mới đã.
gì? Ram mè hả? Vô anh ta đây. Quá dữ à. Mồi quá trời mồi luôn bạn ơi. Hello Ila. Không, hơn Việt Nam nữa. Hello Ila. Trời mấy anh kìa. Hello mấy anh không kìa. Đó kìa. Vì trong kia lạnh vậy. Này lạnh. Đồ đũa của anh mới khui á. Bước luôn. Lại đi. Chị đi ngồi với chị Phượng hả? Hay là muốn sang ngồi với chồng? Em mày xếp hai chị em mày nó ngồi đó đi. Thì đó cái cây nè. Ừ chứ tối ngày nó ngồi với chồng nó hoài mệt. Lên đang cầm cái dĩa gì mà ăn đó. Cua răng me. Đồ cua răng me luôn. Hỏi thiệt nghe ở đây có ai đâu có tử không? Hả? Khuyến cáo nghe, khuyến cáo ở đây nếu ai ăn cái ai đau tử đừng ăn cua nghe. Tại nó chua quá. Rồi, xong rồi chua quá rồi thôi. Cua răng me phải chua chứ. Rồi rồi. Nó nằm xuống dữ. Đục đổ nè. Còn cái đó còn răng me nữa. Đó được rồi đó. Mà bỏ nhiều răng không nổi. Rồi thua luôn. Được rồi. Chua lắm hả Linh? Tôi đã nói là đau vô tử đừng ăn mà. Hồi nãy thì nó vua xong rồi sau này em biết lúc đầu rồi em chưa ai mà được thì bỏ vô chị nói me sao nó dễ nó ngon mình nói là dạ, mình vừa chỉ bỏ thêm muỗng nữa. Rồi. Thêm muỗng canh nữa. Chua lắm hả? Thử chua không? Ngọt như tất cả lửa bây giờ nó không nổi nữa. Chị bỏ thêm chút đường nữa. À rồi. Chị biết Linh đau vô tử chị chào chân Linh mỗi ăn. Đồ chân này chua dữ, ăn cái miếng khác hay là sao, đôi lúc nó trộn không đều á. Chắc được rồi, chưa ra hết nữa. Chua không chứ Lạnh? Trộn chua. Ờ, chắc trộn chưa đều á. Trộn chua đâu. Ôi. Mà ăn nói đây, đâu mà. Đâu mà ăn chưa má. Chua không? Không biết cái miếng này là em ăn trước khi mà trộn lại. Ừ. Miếng này me là phải có me chứ. Dạ. Vô em. Chị Tiên, vô chị Tiên. Không được mấy người khác ăn, mới
mời 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 các bạn á. Cua răng me mà. Ồ. Chắc á. Ấy thằng Linh nó bóc trúng cái miếng rồi. Cơ địa mỗi người. Ờ cơ địa mọi người. Anh Linh anh ở Việt Nam chịu ngọt, quen rồi, giờ qua đây chua, nó không chịu nổi. Anh đô, vô, 2-1, vô, chị Tiền hay á. Đó, đô rồi, chết mình chưa á. Ai miệng cho bà Kiền chứ. Đùn lên Linh, nó tránh bà Kiền qua đây cũng gặp nữa. Không nhớ tôi ăn cua bà Kiền, đủ nó ngọt ở đâu mà cua chua dữ vậy. Đồ, nó dụ ra nữa. Ông dụ này dụ mới à. Ở bên này nè, đi survivor của này thua. Hả? Anh Khanh Khanh, anh Khanh ở Norway, anh qua nói lần đầu tiên tao đi survivor mà tao ăn no bụng cua. Anh nói hết cơm luôn. Hết cơm. Ở đây ăn không tốn tiền là may đó, vì Nam Mỹ kiểu 2 triệu mới có ăn đó. Đây ngồi cơm cho nó cho ăn mà đặt cây chua. Anh đồ vô nữa rồi. Ơ chị Tiền, chị cười tươi luôn á. Ơ chị Tiền, đưa tôi vài triệu đi cho ăn ngọt. Bà mẹ nội đó. Anh đồ. Ngồi không nó chỉnh ịnh ăn mà nó chơi chua. Hello đấy. Cheers. Yo. Kê nhóm thang dữ bữa nay đẩy anh Khanh ở ngồi biển nè. Một hai ba vô cái anh Khanh ơi. Khanh ăn mấy con cua anh Khanh? Không bao nhiêu, 7 con. Alo. 7 con mà chưa cộng cua đam mê. Chưa cộng cua đam mê. Đó, nói thiệt với các bạn là rất là vui, bữa nay giống như là nhóm thang dữ đi picnic ngoài biển nè, đó. Vừa có sò, vừa có cua đồ cho anh em từ nọt quay qua là thưởng thức nè. 1, 2, 3 vô cái nè. 1, 2, 3. Trời ơi, hôm nay là say nữa rồi. Cảm ơn các bạn nha, quậy quá. Thì đường người ta nhóm thư giãn là phải quậy thôi. Gì trái lắm. Đó. Sao không cho ăn vậy? Không ăn hả? Đó, làm kìa. Không thích rồi. Sò ấm đi ăn đâu. Ủa nó không sò á? Hồi nãy nó sò mà. Đó, thì ra đi đồ hôn đi. Dạ, tức mà. Giải, that's the way it is, yeah. Nó dài dài vậy mới ngon nha. No taste. Nó chắc nó thích cua luộc quá. Đang mê hả? Đang mê ở cho đang cua đang mê đấy. Sò dương nha, Việt Nam mình kêu sò dương mà cái muốn nước sốt thì nước sốt, mà muốn anh ăn sò mình thấy mình thèm, nó nói cái miệng anh bẹp quá. Hả? Anh ăn sò mà cái làn nhậu này, giờ Việt Nam mà nó có mồng á, tại mấy cái sợ đi kia nó cũng có mồng á, bởi vì mình tánh cái mồng đùa đến quyết đùa đến mồng đùa đó.
vô mà đang kiểu này luôn rồi. Mình nói thiệt với thằng em con ông chú của mình rồi, bên đây nó không uống bia mình ăn sò má la. Quá dữ rồi. Chị hồi nãy chị nói gì em quên thâu. Hồi nãy chị nói gì á? Hai anh Khanh, bữa nay anh ăn qua Canada mấy tụi em thì không có cái gì mà đãi anh sò nghiêu ốc hến à. Cua rồi, anh thấy ok không? Quá đã luôn á. Hello chị. Nhất cái nát luôn hả? À, chị có nói nhất cái nát luôn, ngồi rồi không có gì hết hả? Một bay bay, vỗ đánh bay. Cái đó là đúng nè, nãy nè, cái chỗ phải được quốc nha. Nói chung là cua với lại sò Canada là tập ngon. À. Ngon. Tối nay về ngủ là quên ngày mai luôn đó. Đúng. À. Đó là anh Khanh nói tối nay chưa chừng. Đúng. Quên đi. Anh Khanh nói luôn. Anh Khanh, chị nói quên đi kìa. Không mà làm gì làm chứ cũng có người này hỗ trợ người kia hỗ trợ nữa, thằng em là lĩnh rồi anh em mình mới bữa nay mới gặp ở ngoài này được đúng không anh, chị đó. Vui mỗi em một chút mình theo mình coi đài là khoảng nửa tiếng hồ nữa, tiếng hồ nữa là sóng gió lên, sóng gió lên đó đó giờ sóng gió là đầu tiên là sông Mã. Rồi lát hai cua lừa bỏ lên xe tàu qua tàu đó. Rồi xong. Ông mà rất là vui anh Khanh. Rất là vui đúng không anh? Đấy, hello anh Khanh, bây giờ hỏi anh Khanh có muốn gửi lời gì dưới anh em ở bên Mỹ, anh em mà đi mà tới Vancouver mà chỉ có ba bữa mà đi về thì anh Khanh có muốn nói cái lời nào cho mấy người đó không? Gửi lời nào mấy người mà đi tới Vancouver mà chỉ có ba bữa là đi về lại, anh Khanh có muốn gửi gắm gì không? Gửi gắm gì không? Mày hả bưởi. Giống như tao ở nọt quay tao đi xa nè, nhưng mà tao tới ở đây tao ở lâu rồi tao hưởng thụ không? Nó nói là nhậu nhiều chỗ nhưng mà nó nói là ở đây đó, thấy chưa, thấy
Còn trung bên Mỹ hả? Mày hả bưởi? Cái này là không phải nói là trung, nhưng mà những người ở bên Mỹ hả mày hả bưởi? Phải đi du lịch, phải đi tiên, phải một tuần anh em mình mới gặp nhau được chứ. Tự nhiên cái qua sọt sọt cái bữa hay bữa đi về đó là mệt đó. Qua ăn sợ ngóc ổng nhớ hết đúng về bển. Đúng không? Ok là good good good. Ok, 1 2 3 cái đây. Còn ông này hồi nãy chuẩn bị ông nhớ hết ông lượm ngồi đó. 1 2 3. Trời ơi, hôm nay là say nữa rồi. Đó. Mình nói thiệt chứ mấy người mà ở bên Mỹ á, mà qua bên này 2 3 bữa mà lần sau đừng có nên đi du lịch, ok? À đó. Đi du lịch ta phải hưởng thụ, đi ra 2-3 bữa đi về làm giống như đi làm giống như đi ăn cướp á, đồ nữa chứ. Các bạn thấy giờ đang ở ngoài trời luôn á, sung rồi sung sung lên hát à ha rồi. Quá dữ luôn á chị. Ờ đừng buồn. Rồi các bạn thấy chưa? Đó. Đi ra ngồi này câu cua, câu sò rồi ăn nè. Cạnh biển nè đó, nước đang lên nhưng mà chưa có về. Chờ chút xíu nó mới về. Vô luôn cho một khúc luôn. Quá dữ. Bữa nay là nhóm thư giãn đi ra ngồi trời picnic, vừa câu cua bắt sò rồi ăn nè các bạn ơi. Sung nè. Đây này chưa hát nè. Thư giữ này chưa lên sân khấu nè. Bây giờ chỉ còn đôi ta. Anh xin bây giờ đang ở ngoài trời các bạn, đang ngoài trời. Ca sĩ Nột Quay với hợp tác với ca sĩ Vong Vơ. Anh xin vui
quá dữ quá dữ quá dữ quá dữ quá dữ dữ. Khách, xin lỗi ca sĩ có muốn dọn nữa không? Anh Khanh nói mẹ, tao có con vợ thế là chết rồi, chết rồi. Dù có gió lạnh đầy, có tuyết buông lại, có làng buồn. Anh Khanh đi đâu xa thế? Dù sao đi nữa. À, các bạn thấy không, khung cảnh ở Vancouver mình vậy đó. Nước đang lên cho nhau yên vui. Đang picnic mà có cái nhạc karaoke ở ngoài trời luôn, dữ luôn. Tìm mỗi nhau cho nhau gian nan. Gian nan tìm đâu. Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút, anh Linh muốn nói yêu. Anh đồ đang quên đi dẹp. Xin cho tôi, như cơn ngủ. Dù em đưa em một lần, dù em. Okay. Các bạn thấy không, đó, đi picnic mà ra ngồi này mà có karaoke ngồi trời luôn là thấy nó dữ không, thấy không, đó. Nhớ mà thư giãn là vậy. Thanh lên, thanh lại. Thanh lại cái bộ. Hôm mà nói thiệt các bạn nghe, dân Việt Nam qua bên đây dân gặp Vancouver với dân nọt quay chịu không nổi, chỉ có nằm thôi. Ai đó? Vô. Chết mày chưa? Dạ. Rồi dân nộp quay qua. Nhưng mà sao dân Việt Nam qua đây nó nằm để thảm đó. Nằm như tấm phản luôn. À, Linh. Cảm ơn bạn. Chết mày chưa? Thằng Linh xỉn đó, xỉn đó. Chị đi. Thằng Linh nó xỉn đó. À, thằng Linh nó xỉn nằm nè. Chết mày chưa? Bật nhà a đồ tao đừng làm tao nóng, tao nóng tao lên là bay hơi mệt, tao nóng tao lên tao quấy à bay. Dạ dạ à dạ à dạ 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 dạ. Thank you.
con bà kia hát nữa. Quá trời các bạn ơi. Cuối cùng một cuộc đi chơi ngồi chơi picnic. Đón tiếp ông anh ở từ Norway qua rất là vui vẻ. Nước bây giờ đã lớn rồi, bây giờ anh em phải đi về thôi. Nếu mà mình ở lại thì nước nó tràn ngập cái chỗ mình ngồi. Đó. Rồi đúng rồi. Các bạn thấy không? Bây giờ mình ở bên này mình chơi nè, đó, này tới giữ đang bạn ngồi ở chơi mà tàu phải ra rước mình phải đi về thôi. Lên. Thật sự là anh em mình không muốn đi về đó. Đó, nhưng mà nói thiệt với các bạn, với tàu nó ra nó rước mình phải đi về thôi. Đồ dữ, tàu chạy dữ luôn á. Vậy nhưng mà nếu mà mình không đi về thì bị kẹt lại. Không ai chở mình về.